Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi là Giang Saito và đây là video cùng chơi game Pokemon Legend Arceus. Ở video trước thì tôi đã bắt được con Pokemon huyền thoại Heatran. Ở video này tôi sẽ tiếp tục tôi đi bắt Pokemon huyền thoại tiếp. Nhưng mà trước khi đi thì tôi sẽ bổ sung lại những cái item mà cần thiết vì hổm dài xài tầm nhiều quá rồi cho nên là nguồn tài nguyên nó dần cạn kiệt rồi anh em, cho nên là phải chế thêm. Ồ chết cha, ôi hết nguyên liệu rồi. Thôi kệ đi, nhiều đâu cũng đủ rồi. Hình như là Ultabo của tôi còn khoảng 15 quả. Thì đối với những cái game Pokemon trước đây á, như là Platinum rồi này kia là bắt huyền thoại mà đem 15 quả là toan lắm anh em, tại vì khó bắt lắm. Còn bản này tôi không biết sao, tôi ném một bóng là dính, mỗi ném một bóng là dính là chả hiểu. Ok, rồi ở video này chúng ta sẽ bắt một con Pokemon ở cái nơi gọi là The Place of Snowball Temple. Let's go. Đây, Noble Temple đây. Ở thuốc trên này lần hả? Come on. Bay lên đây trước, bay lên đây trước. Xa, à đây 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 đây, bên này có, bên này có. Bên này cho gần. À, ở gần đây thì cũng có một cái nhiệm vụ nè, chấp nhận nhiệm vụ đi luôn đi. Những cái nhiệm vụ này trước đi rồi let's go huyền thoại. Ủa lại là thím này hả? Kho báu của tộc Bird. By anyway before I show you. Muốn đấu hả? Ôi come on. Thiếm này đòi đấu rồi anh em ơi. Gì đây? What the hell? Rồi đấu rồi, đấu thiệt rồi hả? Đừng nói level 70 nha. Cấp nhiêu? 64 hả? 64 cũng được. Strong style. Oh. Sai kick. Ghét đánh mấy cái trận mà 3 đánh 1 này lắm nha. Come on. Really? Đó, bởi vậy là tôi rất là ghét đánh những cái trận mà 3 đánh 1, đánh liên tục. Bê bị đồ dài. Ui da. Lên đường. Cho gì đây? À một cái Lush Dress Club. À khi mà sử dụng cho nó cái này cho con Bokia thì nó sẽ đổi hệ. À tôi nghĩ là nó sẽ đổi hệ thành hệ nguyên thủy đúng không? Lần trước tôi không biết, tôi gọi là Hisuian nhưng mà nhiều anh em nói là không phải Hisuian đâu mà là dạng nguyên thủy.
Ok nhuôn. Rồi, mình sẽ quay trở lại với nhiệm vụ chính là quay trở lại với nhiệm vụ chính là đi bắt huyền thoại thôi. Không biết cái chỗ tuyết này là con nào nhỉ? Ok, đây nơi. Rồi, trước khi vô thì phải sell một cái. Ok, let's go. À, rồi. À, con bộ ba Titan của vùng Hoenn. Ủa, come on. Ui trời ơi. Pokemon đâu mà lắm thế. Ok, tới nơi. À, xe phát nữa đi. Vô. Come on, lại chia hai đường à. The hell. Ôi mấy đại ca, tha em đại ca. Đóng Pokemon trong này. Rồi hai khứa này. Đi đúng lẹ luôn. À vậy là bản này là không có bắt ba con Richie, Richie Rock và Richie Steel mà bắt thẳng luôn Chikikirat. Ok. Let's go. Vô. À, Flame Power. Oh no. Lúc cần dính hiệu ấn thì không dính, lúc không cần dính thì lại đi dính. À, ừ hay lắm, nó hết bị bên rồi, ngon. Ok, bắt được rồi đó. Uncha, một bóng vô luôn đúng không? Mấy con kia toàn là một bóng.
Con này ngoại lệ rồi anh em à. Chọn style. Vô cái coi. Đấy, hai bóng. Ngon. Được cái plan play. Cái này thì gắn vô là cho ACS thì chuyển sang hệ thường đó, mà hình như là cái hệ mặc định của ACS nó đã là hệ thường rồi đúng không? Xong xong xong. À, mình quay ra và mình quay về kiểm tra thử nha. Đây bay được không ta? Chắc bay đâu được hả? Ồ, bay được luôn, come on. Quay về kiểm tra nhé. Đây. Hệ thường anh em. À, 4 kill. Gen Hitbird 80 sát thương vật lý và 90 chính xác của hệ tâm linh. À, chiêu này thì nãy giờ là khi mà mình bắt nó thì nó sử dụng chiêu này rất nhiều. Iron Hit 80 sát thương vật lý, 100 chính xác của hệ thép. À, Red Grip, the target is red with the red fork, more HP, the target has left the ray, the dismobile. Ok, tức là đối thủ mình đó là còn nhiều, càng nhiều máu thì chiêu này càng mạnh. Tức là đối thủ mình mà gần lên đường rồi đó thì dùng chiêu này nó yếu lắm. Còn đối thủ mình mà càng trâu á, càng nhiều máu á thì chiêu này càng mạnh. Giga Impact 120 sát thương vật lý và 90 chính xác của hệ thường. Là chiêu này thì chỉ mạnh thôi chứ không có mang hiệu ứng gì thêm. Rồi mình quay về mình ngủ phát đã. Xeo cái. Rồi, ok, video này cũng sẽ ngừng lại ở đây. Ở video sau thì mình sẽ tiếp tục mình bắt tiếp Pokemon huyền thoại trong game Pokemon Legend Arceus này. Nếu anh em thấy hay thì hãy để lại một like, hãy chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với tôi trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.